Những cái món đồ dùng học tập hơi bị lạ, chắc chắn bạn sẽ cần. Trời, tao nói mấy bạn mà thấy cái này là mấy bạn mê liền. Đồ đi học mà như đồ chơi vậy á. Mình mua nguyên đống này chưa tới 100.000 luôn, rẻ dễ sợ. Xịn sò con bò. Nguyên một đống luôn nè, nhìn có lạ không? Cái này là hai cây viết hình cây súng á. Trời, tao nói cầm hai cái viết này viết không bao giờ chán. Ở đầu cái ngòi viết nó có bọc một lớp nên mấy bạn phải tháo ra mới viết được. Trời má ơi, cái viết này có trang bị thêm cái nòng giảm thanh nữa nè. Xịn quá trời. Bây giờ tới một cây shotgun, cầm cái súng lên giống như mình đang chơi POBG ngoài đời thật vậy á. Mấy cái bút này là dạng bút bi xanh và bút đen. Cây viết hình vật cầu lông để giả vô mặt đứa nào mình ghét nè. Nói chứ mang cây viết này bên mình đi đập ruồi được á mọi người. Cây này cũng thuộc dạng bút bi xanh nha, nét viết lên khá là đậm. Cây viết chìa khóa để mở cửa trái tim của crush. Chùi trời mà ơi, nhìn vô cứ tưởng là cái chìa khóa nhưng mà không, nó là một cái viết bi. Nhìn nó cũng đẹp và lạ đúng không? Ôi trời ơi, cái này mình không nói mấy bạn cũng biết mà đúng không? Từ thời cha sanh mẹ đẻ tới giờ đây là lần đầu tiên mình thấy cái viết giống vậy luôn á. Nó là bút bi xanh nha mọi người. Tao nói cầm này bên mình ai nhìn cũng phải sợ hết, trừ những ai biết rồi mới không sợ thôi. Wow, một cái iPhone mini nè, tin được không? Nó giỡn thôi chứ nó là cái cục gom đó mấy bạn. Trời, tao nói nó in rõ từng chi tiết như là iPhone thiệt luôn. Cái cục gom khá là lạ nhưng mà để gom cũng khá là sạch đó nha. Nhìn quen không? Nó giống như là những cái quyển hồi đó mình coi ở trong phim kiếm hiệp nó có. Quyển tập trắng này y chang mấy cái quyển thư pháp thời cổ trang luôn á. Mình mua có 9.000 thôi à. Một cái hộp bút hình hộp sữa, hơi bị dễ thương luôn. Tao nói cái hộp bút cái kích thước nó bằng một cái hộp sữa bò thiệt luôn. Họa tiết hơi bị cute. Cái hộp bút này mua tặng sinh nhật bạn cũng được nè. Nó cũng rộng, bỏ được khá là nhiều đồ luôn á. Nhìn cái hộp bút trông lạ và đáng yêu dễ sợ. Trời, tao nói nhiều đồ lạ quá nên mình không thể review hết. Hẹn mọi người phần tiếp theo nha, sẽ có nhiều món lạ hơn nữa đó. Mấy bạn muốn tiếp theo mình review gì nữa đây? Có gì nói cho mình biết nha.